Tại buổi làm việc với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An đã nhất trí giao các đơn vị của bộ phối hợp với các bộ ngành có liên quan để chuẩn bị tổ chức khoa học lần thứ ba Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Azerbaijan về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật dự kiến diễn ra trong quý 2 năm 2022 tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và azerbaijan hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch ngoại thương của mỗi nước do vậy mong muốn hai bên cần tích cực hơn nữa trong công tác thông tin thị trường nghiên cứu giới thiệu doanh nghiệp hai nước tham gia vào các hội trợ triển lãm để tăng cường kết nối giao thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai bên đại sứ đặc mệnh toàn quyền azerbaijan tại việt nam anna imanov cũng mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực diệt may giữa doanh nghiệp hai nước thông qua việc thành lập liên doanh và đặt cơ sở sản xuất tại việt nam hoặc tại azerbaijan đại sứ cũng cho biết về tuyến đường sắt kết nối ba thành phố Baku, Azerbaijan, Belize, Georgia, Cas thủ Nhĩ Kỳ hiện là giải pháp khả thi về chi phí và thời gian trong kết nối vận chuyển hàng hóa giữa châu Á và châu Âu. Do đó, đề nghị phía Việt Nam xem xét giới thiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm về phương thức vận tải này. Tại buổi làm việc, hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí vì đây là hướng ưu tiên mang tính chiến lược lâu dài của hai nước.